Chào mừng các bạn đến với Man Game Professor. Mình là Shin và đây là chuyên mục bình luận chương, nơi mà chúng ta hãy cùng bàn luận về những nội dung mới nhất có trong các series manga đặc sắc. Trong video ngày hôm nay, manga mà mình muốn đưa đến cho các bạn là My Hero Academia. Video bàn luận này chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi spoiler. Vì nếu các bạn là fan của anime và không muốn bị tiết lộ những thông tin mới nhất thì hãy dừng ngay video này lại. Còn nếu các bạn không sợ bị spoil hoặc thích bị spoil thì không để các bạn chờ lâu nữa. Chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Chương mới của chúng ta có tên là A Child's Insistence, tạm dịch là mong muốn của một cô nhóc. Ngay từ trang đầu tiên, chúng ta có thể thấy hình ảnh của Uraraka mỉm cười rất hạnh phúc khi nhìn thấy một người đàn ông đang phấn khích. Đặc biệt, đây lại là hình ảnh từ lúc còn nhỏ của cô bé, chứng tỏ ngay từ nhỏ, Uraraka đã có một mong ước gì đấy và khi ấy nó đã được đáp ứng. Đúng vậy, lời độc thoại của cô bé cho biết Uraraka rất thích nhìn thấy người khác hạnh phúc. Và chúng ta có thể thấy Uraraka khá giống người mẹ xinh đẹp của mình, nên chắc tương lai cô bé cũng sẽ rất xinh đẹp đây. Oh my god! Wow! Cha mẹ của Uraraka luôn mang cho mình vẻ mặt mệt mỏi, và đương nhiên đây là điều mà cô ghét phải nhìn thấy nhất. Đặc biệt là mỗi khi có một anh hùng xuất hiện, cô thường để ý đến biểu cảm của những người xung quanh hơn là người anh hùng đó. Quay trở lại với hiện tại, những người dân bắt đầu để ý đến tình trạng của Deku và họ nhận ra rằng cậu ấy trông thật mệt mỏi và yếu đuối. Nhưng chính cậu nhóc yếu đuối này lại cứu rất nhiều người, đánh bại biết bao nhiêu tên tội phạm, trong khi vẫn phải giữ bản thân tránh xa khỏi UA để không làm liên lụy đến họ. Vậy mà họ cũng có ý nghĩ phải ép bằng được cậu nhóc yếu đuối và mệt mỏi kia phải tiếp tục lao ra ngoài để chiến đấu, bảo vệ cho sự an toàn của họ. Như vậy mới biết rằng với đại đa số những người dân, anh hùng đối với họ cũng chỉ là những người vệ sĩ nổi tiếng không hơn không kém. Nếu họ làm tốt nhiệm vụ bảo vệ thì sẽ được tung hô và ngưỡng mộ. Nhưng khi họ thất bại thì hàng tá lời chê bai và chửi rủa sẵn sàng được buông ra để gây sát thương. Từ trong đám đông, cô gái khổng lồ có gương mặt cáo đã nhận ra Deku và cô bắt đầu rút hết can đảm để kể về việc cậu ấy đã cứu cô rồi ngay lập tức rời đi để tiếp tục chiến đấu. Có lẽ sau sự cố với những người tưởng cô là tội phạm thì cô gái này đã rất sợ những người xung quanh và phải rất cố gắng mới có thể lên tiếng được như vậy. Nhưng ngày sau đó, một người đàn ông lại lên tiếng chất vấn, hỏi có phải là Uraraka cũng muốn bắt người dân phải chịu cảnh toàn thân lấm lem máu và bùn như là Deku hay không? Tất nhiên là Uraraka không muốn như vậy và cô phủ nhận điều đó, đáp trả rằng những người phải chịu trách nhiệm gánh vác những gánh nặng kia chính là những người anh hùng và cũng chỉ có duy nhất những người anh hùng đúng nghĩa mới dám đứng lên nhận công việc đó. Uraraka còn kiên quyết rằng nếu những người dân đồng ý để cho Deku vào trường thì sau đó bọn họ sẽ báo đáp công ơn ấy bằng cả mồ hôi, máu và nước mắt. Điều mà những anh hùng cần bây giờ chính là thời gian để Deku có thể nghỉ ngơi, tắm rửa và phục hồi. Ngay khi cô bé vừa dứt lời thì những người bạn của lớp 1A cũng có vẻ rất xúc động. Kirishima thì có vẻ không kiềm nổi nước mắt, Asui cũng đang cố gắng để không khóc, còn Kaminari thì vui mừng vì Deku sắp được đi tắm. Ida nói rằng ngay lúc này Uraraka cũng đang chiến đấu vì nụ cười của mọi người, trong đó có Deku nữa. Đến đây thì Deku không thể khống chế nổi những dòng cảm xúc đến bất chợt và bắt đầu rơi nước mắt và gọi tên Uraraka. Còn Uraraka thì vẫn tiếp tục nói rằng ngay lúc này đây, những người anh hùng rất xin lỗi và tiếc nuối vì không thể đảm bảo an toàn cho người dân như trước đây. Và thực tế là họ không thể trấn an người dân vì bản thân họ cũng cảm thấy sợ hãi cơ mà, như bao người khác thôi. Tất cả những ai đứng dưới bầu trời ấy cũng đều mang cùng một nỗi đau, có cùng một hoàn cảnh và bọn họ nên thông cảm cho nhau mới phải. Quả đúng như lời của thầy hiệu trưởng có nói, chúng ta đang gần như không có cả hiểu biết lẫn sự đồng cảm. Chúng ta ở đây vừa là anh hùng mà cũng vừa là những người dân thường bên dưới kia. Trong khi Deku ở bên ngoài trường điên cuồng giải cứu càng nhiều người càng tốt, thì một bộ phận những người dân được giải cứu và được đưa vào đây hoặc những người còn lại vẫn cố gắng không muốn thấu hiểu cho những anh hùng. Uraraka biết được điều đó, trong thâm tâm thì cô tự hỏi rằng khi một anh hùng gặp khó khăn, khi toàn bộ giới anh hùng gặp khó khăn thì ai sẽ cứu giúp anh hùng khi họ gặp nguy. Đoạn này hiện lên hình ảnh những anh hùng khác bao gồm cả thầy Aizawa vẫn đang ở bệnh viện. Tiếp đến là một cảnh hồi tưởng nữa về Uraraka và bố mẹ khi đang xem một anh hùng có tên là Euboy chiến đấu. Nhưng cô bé lại thích thú khi nhìn vào biểu cảm của những người xung quanh hơn là người anh hùng ở ngoài kia. Chỉ đến khi Euboy thắng và mỉm cười với cô bé mới khiến cho Uraraka chú ý tới và cũng bật cười rất tươi. Từ đó, cô bé quyết định rằng chính chúng ta, những người khác
phải là người giúp đỡ anh Hùng để mối quan hệ giữa anh Hùng với anh Hùng và anh Hùng với người dân thêm khăng khít hơn. Uraraka cầu xin những người dân hãy hợp tác và giúp đỡ các anh Hùng vượt qua hoàn cảnh khó khăn này để sau này tất cả đều có thể cùng nhau mỉm cười một lần nữa. Đột nhiên, cô nhớ về Toga, dù miệng vẫn cười rất tươi nhưng đôi mắt thì lại rơm rớm và chợt có chút chần chừ. Nhưng rồi Uraraka lại tiếp tục cầu xin người dân hãy cho Deku thời gian để cậu ấy có thể nghỉ ngơi và hồi phục. Cô nói Deku đang phải tự mình gánh vác gánh nặng của người sở hữu năng lực này, bản thân cậu ấy vẫn còn nhiều thứ để học hỏi, nhưng xét cho cùng thì cậu ấy cũng vẫn chỉ là một cậu học sinh cấp 3 mà thôi. Và ngay khi mà cái ông thường dân lắm mồm kia định thở ra cái câu gì đó khăm khắm, thì đã bị Uraraka chặn miệng lại bằng toàn bộ sức lực. Cô bé hét vào loa và nói lại những lời trước đó một cách thật lòng nhất. Anh bạn à? Uraraka nhớ về ngày mà cô bé được thông báo trúng tuyển vào trường UA. Một phần lớn công lao cũng nhờ Deku đã cứu cô bé ở kỳ thi đầu vào. Deku cũng khuỵu xuống và khóc. Cậu nhớ về lần đầu gặp Uraraka ở kỳ thi nhập học, đã được cô bé đỡ để không bị vấp ngã khi bước đầu tiên bước vào trường. Cùng lúc đó là lời độc thoại nội tâm của Deku. Cậu nói rằng đây là câu chuyện về cách mà cậu trở thành siêu anh hùng tuyệt vời nhất. Và ở trong trang đôi, Uraraka hét lên xin hãy để cậu ấy được ở lại học viện siêu anh hùng. Còn Deku thì lúc này đã quá mệt mỏi và xúc động, cũng không thể nói thêm hay làm được gì khác mà chỉ có thể khuỵu gối xuống và khóc như mưa. Hiệu trưởng nhớ lại bài phát biểu về sự thiếu hiểu biết cũng như lòng khoan dung. Đôi khi người ta cũng chỉ cần bước một bước nhỏ để hiểu nhau hơn. Và đây cũng chính là một bước đầu tiên của thời kỳ mới trong xã hội anh hùng, khi mối quan hệ giữa người bảo vệ và người được bảo vệ đã thay đổi. Cùng với đó, hiệu trưởng Nezu nghĩ rằng nhân loại đã nỗ lực và đấu tranh để đạt được tiến bộ trên con đường đầy sỏi đá. Lúc đó thì cô gái khổng lồ và cô ta, cậu bé từng được Deku giải cứu, đã chạy đến bên cậu. Thay vì thần tượng người anh hùng mạnh nhất là All Might hay Endeavor, thì cậu nhóc lại thần tượng người anh hùng đã cứu mình và muốn mua một đôi giày màu đỏ để có thể giống với thần tượng. Và cuối cùng là lời độc thoại. Đây chính là câu chuyện tất cả chúng tôi trở thành siêu anh hùng tuyệt vời nhất, cùng lời dẫn ở cuối chương. Những bước nhỏ đó sẽ thay đổi cả thế giới. Các bạn thấy chương này thế nào? Theo mình thì đây có lẽ là một trong những chương truyện cảm động nhất của series này. Mình cũng tiếc khi mấy chương gần đây không có quá nhiều cảnh hành động, nhưng đây chính là một trong những yếu tố làm nên sự thành công của một tác phẩm thời nay. Thay vì chỉ theo đuổi những cảnh hành động mãn nhãn và bỏ quên đi yếu tố xây dựng nhân vật và bối cảnh, thì chỉ khiến cho bộ truyện dần bị lãng quên trong trí nhớ của những người đọc như chúng ta. Thêm vào đó thì theo mình, cũng chỉ vài chương truyện nữa thôi là có thể bắt đầu những trận chiến đầu tiên giữa hai phe thiện ác, đảm bảo sẽ vô cùng hấp dẫn. Ở chương này, chúng ta biết thêm được về mong ước của Uraraka, đó là khiến cho tất cả mọi người xung quanh được hạnh phúc, bắt nguồn từ việc cô rất muốn nhìn thấy sự hạnh phúc trên gương mặt của họ. Video bình luận chương này cũng đã dài rồi, nên mình xin phép sẽ không đoán diễn biến của chương sau và để cho mọi người cùng nhau đoán ở phía dưới phần bình luận nhé. Và như thường lệ, mình thật sự nóng lòng muốn biết điều gì sẽ xảy ra ở chương tiếp theo. Vừa rồi là video bình luận về những diễn biến mới nhất có trong series My Hero Academia mà chúng mình muốn đưa đến cho các bạn. Nếu các bạn thấy thích video này thì đừng quên để lại một like, share và một subscribe cho Mangademy Official để chúng mình làm ra được nhiều video hay hơn nữa trong tương lai. Cũng bởi vì nó miễn phí mà. Mình là Shin, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye!